người bệnh đái tháo đường nên chọn ăn gì cho bữa sáng? Đái tháo đường, người bệnh đái tháo đường cần có một kế hoạch cụ thể cho bữa sáng, giúp tiết kiệm thời gian và tránh chọn những thực phẩm làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, một bữa ăn sáng cung cấp khoảng 20-30% trên tổng số dinh dưỡng cả ngày là phù hợp. Bữa sáng tốt nhất dành cho người bị đái tháo đường bao gồm thực phẩm giàu đạm, ít tinh bột, nhiều chất xơ và chất béo lành mạnh. 1. Thực phẩm giàu đạm. Chất đạm là chất dinh dưỡng giúp xây dựng mọi tế bào trong cơ thể và là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Đối với những người mắc bệnh đái tháo đường, ăn thực phẩm giàu protein trong bữa sáng sẽ giúp cung cấp năng lượng, hạn chế tăng đường trong máu và tạo cảm giác no lâu. Người bệnh nên chọn nguồn protein nạc từ động vật như thịt, á, trứng, sữa và protein thực vật như các loại đậu, quả hạch và các loại hạt. 2. Thực phẩm chứa ít carbon hydrate. Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng nhanh chóng, nhưng đối với những người mắc bệnh đái tháo đường, nếu sử dụng không đúng cách, carbon hydrate có thể khiến lượng đường trong máu tăng vọt. Ăn bữa sáng ít carb sẽ giảm thiểu phản ứng gluco, có nghĩa là lượng đường trong máu sẽ được cân bằng tốt hơn trong ngày. Người bệnh đái tháo đường cần hạn chế các thức ăn được làm từ sản phẩm ngũ cốc tinh chế như ngũ cốc ăn liền, bánh mì trắng, đồ nếp, các loại bánh ngọt. Thay vào đó nên chọn loại tinh bột phức tạp có trong ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. 3. Thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ có nhiều trong các loại rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Khi ăn chất xơ, cơ thể chúng ta mất nhiều thời gian hơn để phân hủy thức ăn. Điều này có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định hơn. Ngoài ngũ cốc nguyên hạt, người bệnh đái tháo đường nên bổ sung các loại rau, củ, quả và trái cây trong bữa sáng để tận dụng hiệu quả của chất xơ. 4. Thực phẩm chứa chất béo lành mạnh. Cơ thể chúng ta rất cần chất béo để duy trì hoạt động. Chất béo cung cấp năng lượng cho tế bào và các vitamin tan trong dầu như vitamin A, B, E, K chỉ được hấp thu vào máu nếu có đủ dung môi là các chất béo. Vì vậy, người bệnh đái tháo đường không nên kiêng hẳn chất béo mà nên lựa chọn loại chất béo có lợi. Một số nguồn thực phẩm chứa chất béo lành mạnh được chứng minh tốt cho người bệnh đái tháo đường bao gồm các loại cá giàu axit béo omega 3 như cá hồi, cá thu, cá tuyết, cá trích, cá mòi, cá cơm, các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân và quả óc chó, chất béo từ quả bơ, dầu ô liu. Cần lưu ý, hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa chất béo xấu như chất béo bão hòa từ mỡ động vật, da gà, bơ, kem và chất béo chuyển hóa trong thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ nướng, chiên rán.